và sô-cô-la. Nào chúng ta hãy xem video. Đây là Coca-Cola. Bây giờ các bạn hãy viết bình luận các bạn thích Coca-Cola hay không nhá. Các anh hùng của chúng ta đang ngưỡng mộ lắm rồi. Ôi trời ạ, không mở ra được. Mình chắc chắn có thể mở được. Nào, mở ra đi. Cố lên. Nào, nhanh lên nào. Trời ơi, tại sao lại không mở được? Ui, âm thanh gì đấy? Trời ơi. Ôi không, Coca bay thẳng vào mặt tớ rồi. Ui. Trời ạ, nhìn cậu trông thật là buồn cười. Ừ, nhưng mà tớ vẫn còn một ít, mình có thể uống được. Ôi. Trời ơi, sô-cô-la kìa. Này nhá, cái này chỉ dành cho mình thôi. Nó thật sự là sô-cô-la đấy các bạn ạ. Ui, ngon lắm sao. Hợp quá. Trời ơi, thật là tuyệt. Oh wow, bên trong có M&M này. Hay quá, tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ đập vỡ cái chai này nhá. Oh, bao nhiêu là kẹo thế này, thật tuyệt. Yeah. Tớ nghĩ là trong khi không ai để ý, tớ có thể thử vài viên kẹo của Sophie mà đúng không? Thậm chí cậu ấy sẽ không để ý. Cái gì mà không để ý? Đây là kẹo của mình mà, đưa đây. Bây giờ thì cậu nhận lấy cái này đi. Ồ, trời ạ, cái này cũng có thể ăn được sao? Wow, sô-cô-la thật là tuyệt vời. Ha, trông cậu thật là buồn cười. Ngon quá. Này, cậu ăn đi. Ừ, đúng rồi, bây giờ mình sẽ ăn nhá. Wow, trời ạ, cái này của mình á, là thạch đây này. Bây giờ mình sẽ ăn thử nó. Trời ơi, khó cắn quá, phải làm gì bây giờ? À, mình nghĩ ra rồi. Bây giờ á, mình sẽ dùng chiếc búa này á, đập nó ra như thế này này, để mình có thể ăn dễ dàng hơn nhá. Ui, trời ơi, cái gì vậy? Mất cam Coca sao? Ui, trời ạ, ăn chúng đi nhanh lên cậu ơi. Nhanh lên nào, trời ạ, bao nhiêu là thứ. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Wow, cậu ngon quá. Nào, các bạn ăn đi, đủ cho tất cả mọi người mà. Ui, cậu thật là tuyệt vời. Ừ, cảm ơn nhá. Wow, đây có phải là cá không? Có vẻ như là một số người may mắn, nhưng người khác thì không. Sophie thì có kẹo dẻo rồi. Ừ, chắc chắn rồi. Còn cậu thì sao? Ui, còn mình thì có sô-cô-la. Chúng ta cùng thử nhá. Ngon quá. Trời ơi, mình có cá thật này. Thật là đáng ghét, bốc mùi quá. Mình ghét cá. Thôi thì vậy thì mình sẽ ăn thử trước nhá. Ôi trời ạ, bắt đầu với cái đuôi. Ngon quá. Một ý tưởng tuyệt vời đang đến với mình rồi. Bây giờ mình nghĩ cá của mình chắc chắn cần bơi một chút. Vì vậy mình đã chuẩn bị bể và sữa rồi. Bây giờ chúng ta hãy đổ ít sữa vào đây nhá. Đó, như thế này này. Sau đó thì mình sẽ cho sô-cô-la ném thẳng vào đây thôi nào. Đấy, bơi đi bạn. Bây giờ thì mình sẽ dùng thìa và ngoáy lên. Thế là bây giờ mình có sữa sô-cô-la rồi. Tuyệt vời phải không? Đây, chắc chắn là phải thử. Bây giờ mình có mút này. Thử thôi nào. Đấy, bây giờ thì cậu thử đi. Ừ, mình cũng được thử rồi. Trời ơi, cái kẹo dẻo của mình có mùi thơm quá. Nhưng mà mình chắc chắn không thể giải được như thế này. Mình cũng muốn làm giống như Quentin. Bây giờ mình sẽ cho cái này vào đây và đun nó ra, thế là nó sẽ tan chảy. Ôi trời ạ, nhìn này, bây giờ mình có thể uống được cái kẹo dẻo này rồi. Ý tưởng này thật là tuyệt vời. Nhưng mà mình còn có ý tưởng hơn cơ. Bây giờ mình sẽ cho vào cái khuôn con sâu này và nó sẽ ra rất là nhiều kẹo sâu. Tuyệt quá. Và tất nhiên là mình sẽ dùng cần câu này để mình đi câu cá rồi. Đó, mình nghĩ ra cái trò này rất là hay. Nào bây giờ xem là mình có được gì không nhá. Ồ, được một con cá nữa này. Hay quá, thật là tuyệt vời. Ồ, ý tưởng này hay thật. Ừ, tất nhiên rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nhá. Ôi, bắt được bao nhiêu là cá này, hay quá. Wow, cậu ấy thông minh quá. Bây giờ đến lúc ăn thực sự rồi. Ngon quá. Thôi được rồi, đến lượt cậu ăn con cá thật rồi đấy. Cái gì? Trời ơi, đến lượt mình ăn cá rồi sao? Trông các bạn ăn ngon lắm đâu. Trời ơi, thật là kinh khủng, tệ quá. Thôi được rồi, mình phải làm thôi. Cố gắng nào. Trời ơi, thế sao nó còn di chuyển nữa? Kỳ lạ thế, con còn sống sao? Thôi thì biến đi. Ui không. Trời ơi, tại sao nó lại vào đây chứ? Thế là hỏng mất sữa sô-cô-la của mình rồi. Trời ơi, mình xin lỗi. Ui, trời ơi, bây giờ thì cả sữa của mình đều hôi thối rồi, ghê quá. Ui, không thể nào mà dùng được nữa. Trời ơi, hỏng hết cả ly cốc tai của mình rồi. Này, ăn đi, trời ạ, nó nhiều quá. Ồ, hay quá, được ăn kẹo dẻo rồi.
Wow, đây là khoai tây chiên với nước sốt sao? Thật là tuyệt các bạn. Món này chắc chắn là rất là ngon rồi. Mình có khoai tây thật này, bạn thích năng minh của tớ không? Ê, trời ơi, cậu làm gì vậy? Đừng có làm mình sợ chứ, cậu điên rồi sao? Thôi, mình thử khoai tây với nước sốt đây vậy. Một ý tưởng tuyệt vời đã đến với mình rồi. Mình sẽ cho tất cả khoai tây vào trong hộp Happy Meal, rồi thêm tất cả nước sốt vào đây. Mình sẽ nghĩ nó cực kỳ ngon luôn. Bây giờ mình cần phải trộn nó thôi mà. Tất nhiên là mình có rất là nhiều loại nước sốt, vì vậy mình sẽ đổ hết vào như thế này này. Chắc chắn là hương vị của nó sẽ còn càng tuyệt vời hơn cơ. Nào, bây giờ thì lắc đều lên nhá. Và đổ ra đĩa ra xem nào. Ôi trời ơi, nhìn này, chúng ta có rất là nhiều khoai tây với loại nước sốt khác nhau. Bây giờ thử cái này trước nhá. Trời ạ, tuyệt vời quá. Ngon thật đấy. Tuyệt vời. Trời ơi, cái này quá là ngon, mình không chịu được nữa rồi. Thôi, các bạn tốt nhất là hãy ăn đi. Ồ, mình cũng nghĩ ra rồi. Mình có siro sô-cô-la hay sao ấy. Mình sẽ không thể ngăn cản được. Đầu tiên mình sẽ thử nhá. Ôi, ngon quá. Mình yêu sô-cô-la, bạn có thích sô-cô-la không? Mọi người đều thích sô-cô-la mà. Thôi, mỗi khi Quentin chạm tay vào siro sô-cô-la, mình không có gì ngăn cản được bạn ấy cả. Nhưng mà mình sẽ thử khoai tây chiên của mình nhá. Wow, trời ạ, kẹo dẻo này, nó còn dính với nhau chứ. Ôi, nhưng mà không bỏ ra được rồi. À, mình lại còn có nước sốt nữa chứ. Bây giờ mình sẽ thử một chút nhá. Rất là ngon. Lại còn có hương vị tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ ăn thêm vậy. Tuyệt vời thế. Nào, bây giờ thì mình sẽ thử. Còn có rất là nhiều loại hương vị khác nhau, vì vậy mình cần phải thử hết đây này. Ôi, nhiều vị quá, ngon quá. Hết rồi sao, thật là buồn. Trời ơi, chán quá. Ôi, mình ăn rồi thôi thật nhanh chóng. Ha, đáng đời. Bây giờ mình vẫn còn nguyên size chai siro sô-cô-la này. Trời ơi, siro của mình cũng hết rồi. Ừ, thì sao? Nhưng mà mình vẫn phải nghĩ ra cách để mà ăn cái này thôi. À, mình biết rồi. Mình sẽ cho vào đây. Và mình sẽ dùng cái máy sấy này để làm tan chảy nó ra. Như này thì mình lại còn có thêm cả nước sốt để uống nữa cơ. Tuyệt quá. Ồ, ý tưởng này của cậu hay đấy chứ. Ừ, tất nhiên rồi, cảm ơn. Cậu có muốn thử không? Cho tớ mượn một miếng này. Bây giờ thì tớ sẽ trúng vào đây. Thế là chúng ta có nước sốt rất tuyệt. Ăn thử đi. Được, ok. Wow, cái này ngon quá, thật là tuyệt vời. Vậy thì tất cả chúng ta cùng thử nhá. Tuyệt vời quá. Ý tưởng tuyệt vời, mình chưa bao giờ ăn sô-cô-la như vậy đâu. Ngon thật đấy. Nước sốt kẹo dẻo rất là hợp luôn. Wow, có mì đấy sao, thật là tuyệt. Ừ, mình tự hỏi của mình là loại nào nhở. Ôi, nó có mùi sô-cô-la, thật là tuyệt vời. Mình sẽ phải thử nó ngay thôi. Ôi, nó ngon đến mức mà mình muốn thử tất cả luôn. Tuyệt vời quá. Vậy thì mình không cần đua nữa. Bây giờ mình sẽ ăn món mì ngon nhất mà mình từng ăn trên đời. Trời ơi, tuyệt. Ôi, nhìn mặt cậu kìa. Trông mặt ra xung quanh toàn sô-cô-la thôi. Có sao đâu, mình lau tí là được mà. Vậy thì bây giờ đến lượt mình thử nhá. Mình hoàn toàn không biết cách sử dụng đôi đũa này. Thật là khó khăn biết bao. Ôi, làm nào mà mọi người có thể dùng để ăn chúng vậy. Thôi được rồi, bây giờ thì mình sẽ làm như thế này. Đấy, một phát nhá, nhấc được cả một cục như này cơ mà. Ngon quá, của mình làm mì thật, tuyệt vời. Chắc chắn là cái này không thể nào mà tuyệt vời hơn được. Ôi, ngon quá đi mất. Tuyệt, Quentin bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. Ừ, ok, bây giờ đến lượt mình nhá. Mì của mình là kẹo dẻo, thật là tuyệt vời. Mình rất là thích kẹo dẻo, ăn chúng thật là ngon. Mình là người dùng đũa giỏi nhất, hơn Sophie nên là mình ăn mì rất là nhanh, thấy chưa? Wow, ngon quá. Wow, thật là tuyệt vời, màu mè thật là đẹp, mình cũng muốn thử. Tất nhiên là không được rồi, cái này rất là ngon, không chia sẻ được đâu. Ê, cậu làm gì vậy? Mình thử một tí thôi mà, xin lỗi nhá. Xin thịt các bạn hôn nhau rồi nhá. Wow, pizza. Không biết nó có nhân gì nhở? Hãy kiểm tra nhé. Có mùi như sô-cô-la. Thật tuyệt. Cô bạn thì sao? Tớ có một chiếc bánh pizza kẹo cao su. Tớ đã đúng. Tớ chắc chắn rằng nó sẽ ngon hơn nhiều so với sô-cô-la. Nhân tiện, có mùi rất là tuyệt vời. Thật là ngọt ngào.
Ôi, tớ rất thích kẹo cao su. Không có gì tốt hơn trên thế giới. Tớ phất cuồng vì hương vị này. Ồ, tớ hiểu rồi. Bạn không hiểu gì cả về thức ăn ngon đâu, Jess. Bạn không thể có đủ một chiếc bánh pizza này. Tớ không thể dừng lại được. Tuyệt thật đấy. Kẹo cao su ngon nhất mà tớ đừng thử. Ôi, tớ hoàn toàn quên mất bong bóng. Nhìn nè. Wow, tuyệt quá, rất là hay. Tớ đã nói với cậu rằng tớ biết rất nhiều về thực phẩm mà. Nhân tiện, nếu bạn cuốn một chiếc bánh pizza vào thành một ống, nó sẽ vừa vặn với miệng hơn. Hãy chú ý nhé. Ôi, tớ còn một ít này. Tớ muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng. Ôi, tớ sẽ luôn nhớ chiếc bánh pizza này. Có vẻ như hết rồi kìa. Trời ạ, thế sao lại nhanh vậy? Tất cả những điều gì tốt đẹp lúc nào cũng phải kết thúc thôi. Đấy là tớ thưởng thức những món ăn ngon rồi. Tớ chắc chắn rằng pizza sô-cô-la sẽ rất là ngon. Ngon thật đấy. Ôi, tớ cũng muốn thử một miếng. Nếu mình lấy một miếng, chắc Jess không thấy đâu nhở. Ôi, chắc chắn nó sẽ ngon hơn kẹo cao su. Ê, thức ăn của tớ đâu rồi? Monica, đặt pizza trở lại ngay lập tức đi. Nhưng tớ chỉ muốn lấy một mảnh thôi. Cho tớ thử đi mà. Tớ sẽ cho cậu phần còn lại của mình. Không, cuộc trao đổi này tớ không phù hợp đâu. Kẹo cao su đó đã trong miệng cậu rồi. Tớ không nghĩ cậu lại khó chịu như vậy. Đừng có làm tớ mất tập trung. Tớ cần ăn nhiều pizza càng tốt. Nếu cậu chia sẻ thì chúng mình có thể ăn nó nhanh hơn mà. Nhưng mà không sao, tớ đã có một kế hoạch khác. Tớ sẽ lấy của cậu. Và cậu sẽ thấy tớ chắc chắn rằng Jess chưa sẵn sàng cho lại bất ngờ này đâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ê, tại sao tớ lại bay lên? Chúc cậu có chuyến bay vui vẻ nha Jess. Tớ sợ độ cao lắm. Mang tớ trở lại đất đi, cậu xin cậu đấy. Tớ cần phải nhanh nhanh ăn pizza của bạn ấy trước khi quả bóng nổ tung. Tuyệt thật đấy. Rất ngon. Thôi, tớ rất thích sô-cô-la. Cũng như kẹo cao su vậy. Nó rất mềm, tan chảy trong miệng của bạn. Tuyệt vời, tớ đang ở ngoài không gian. Cái gì tiếp theo đây? Mẹ ơi, người ngoài hành tinh, giúp tớ với. Họ làm quả bóng nổ rồi, tớ đang rơi. Bánh pizza thật là tuyệt vời. Tớ ăn no rồi. Ồ, có vẻ Jess quay trở lại rồi. Ôi, cậu đã nói đúng Monica. Ê, pizza của tớ đâu rồi? Cậu đã ăn nó rồi sao? Dĩ nhiên là không rồi. Ôi, chiếc bánh quy sô-cô-la khổng lồ. Thật là may mắn. Kẹo cao su lớn. Tuyệt. Ôi, tớ muốn thử thách hàm của mình từ lâu rồi. Nếu công bằng theo truyền thống, tớ sẽ bắt đầu. Trời ơi, tớ không thể tin được là mình lại may mắn như vậy. Chiếc bánh quy này đẹp quá. Tớ không muốn làm hỏng nó, nhưng mong muốn được thưởng thức nó. Trời ạ, à, thật là ngon, có nhân sữa bên trong. Ôi, bên trong ngon thật đấy. Thật là tuyệt, chúng ta tham gia thử thách này. Nếu không, tớ sẽ không bao giờ được thử bất cứ điều gì như này. Đấy, chỉ còn một mảnh nữa thôi. Ôi, tớ no quá, nhưng tớ không hề tiếc bất cứ điều gì. Ôi, trông bạn buồn cười thật đấy. Ê, bạn cười cái gì vậy? Bạn nên nghỉ ngơi một chút khi tiêu hóa mọi thứ đi. Ôi, tớ béo. Trời ạ, tớ là một cơn ác mộng. Đừng khóc, tớ biết cách nào làm giảm cân được. Chỉ cần tập thể thao thôi. Ôi, tạ nặng lắm sao, không thể nhấc lên được. Này, nhanh lên Monica lấy đi. Ê, bạn có chắc điều này sẽ giúp tớ không? Thực ra tớ không quen mang các đồ vật như vậy đâu. Ôi trời ơi, nó nặng quá. Có vẻ như bạn ấy thực sự chưa bao giờ sẵn sàng cho các bài tập. Tớ có thể làm được. Xem này, tớ sắp làm được rồi. Xong, bây giờ cái này là của tớ. Nào, bạn thích dáng người của tớ không? Ôi, bạn làm tốt lắm, tớ rất tự hào. Bây giờ tới lượt cậu. Cái này tớ chắc chắn sẽ làm được. Ôi, ngon thật đấy. Tuyệt. Ăn cái này chắc chắn sẽ không khó khăn đâu. Ôi, nhìn này, tớ nhét gần một nửa vào miệng rồi. Đấy, xong rồi. Đây là những kỷ niệm ngọt ngào. Trên thực tế, bạn quên phần thứ hai nữa kìa. Ôi,
Tớ mới chuyển sang bong bóng thôi. Ừ, bây giờ mặt cậu đầy kiểu cao su kìa. Tớ làm sạch rồi, thật tệ là phải vứt nó hết đi. Dừng lại, cái gì nữa đây? Hình như ai lấy trộm kẹo cao su của tớ. Monica, bằng chứng đã dẫn thẳng đến cậu. Tại sao cậu luôn ăn cắp thức ăn của tớ vậy? Tớ sẽ phải trói cậu để điều này không xảy ra lần nữa. Theo tớ, thử thách của chúng ta đang diễn ra rất tốt. Tớ rất thích mọi thứ, còn cậu thì sao? Cậu muốn kẹo cao su không? Tớ thấy là không. Mà thôi, tớ có thể tự xử lý được mà. Cậu có thể tin tớ, nó rất là ngon. Jess, bà không nên thổi bong bóng to như vậy đâu. Ôi, Monica lại bên trong bong bóng rồi kìa. Có vẻ như cậu đã đúng. Thả tớ ra khỏi đây, cứu. Ôi, tuyệt. Có vẻ như tớ đã bị dính vào sân nhà rồi. Nhưng đây không phải là gió thận tồi tệ nhất. Ôi, không hiểu cậu đang cười gì vậy. Không vui chút nào đâu. Ôi, trông buồn cười thật mà. Wow, một thùng Nutella khổng lồ. Tớ hạnh phúc. Hãy xem tớ có gì nhá. Ôi, nhiều kẹo cao su thật đấy. Đây là món quà thực sự. Tớ rất nóng lòng muốn thử chúng. Nhìn này xem có bao nhiêu. Ôi, có thể chết chìm trong cái đống này đấy. Không, tớ không thể ấn tượng lắm. Nhưng Nutella nó rất là ngon. Rất sô-cô-la, thật là tuyệt vời. Tớ thích ngâm mình trong đó. Trông hấp dẫn thật đấy. Ôi, có vẻ như họ không đưa thìa cho tớ. Tớ sẽ phải ăn bằng gì đây? Thôi được rồi, phải làm điều đó bằng tay thôi. Tuy nhiên điều này thậm chí còn tốt hơn. Nó có vị rất là ngon. Tớ thích liếm những ngón tay của mình lắm. Ôi, thật là tuyệt vời đấy. Bạn rất là mất vệ sinh. Cậu chỉ ghen tị với tớ thôi. Ê, cái gì đấy? Tớ không thể cưỡng lại được và quyết định thử một tí ngay từ lon. Monica, tại sao bạn lại làm điều này? Bây giờ sô-cô-la khắp mặt của tớ rồi. Không phải tất cả. Đấy, bây giờ thì chắc chắn rồi. Tớ hy vọng điều này sẽ đủ giữ cho cậu không chạm vào lọ của tớ lần nữa. Ê, bạn vẽ cho tớ một bộ diêm ép sao? Thôi được rồi, hãy giả vờ như tớ là một con mèo nhé. Ý kiến hay đấy, tớ sẽ không can thiệp đâu. Nhân tiện, tớ đã nghĩ ra một thứ có thể lấy thay vì thìa rồi. Tớ không hiểu bạn đang làm gì vậy. Ê, đi đâu đây? Tớ cần gấp một tủ đông lạnh. Tớ muốn làm kem sô-cô-la. Tớ sẽ để đây một lúc này. Tớ hy vọng kế hoạch của tớ sẽ hoạt động. Chúng mình phải đợi thêm một tí. Nào, để xem thời gian. Wow, nhanh thật đấy. Điều này thậm chí còn tốt hơn. Bây giờ mình có thể lấy kem ra. Ôi, rắn thật đấy. Đây là những gì mình cần. Cho tớ xem bạn đã làm được gì nào. Bạn cần phải kiên nhẫn một chút. Nhìn này, đây là kem sô-cô-la của tớ trên gậy. Tớ nghĩ nó trông thật là tuyệt vời phải không? Ồ, hương vị này chứ. Wow, kế hoạch thật là tuyệt vời. Bản thân tớ cũng rất vui mừng. Tớ cũng muốn liếm một chút. Nó thực sự rất là ngon. Cậu đang làm gì vậy Jess? Đây là kem của tớ. Trời ạ, tớ chỉ thử một chút thôi mà, sao thế? Không thể dừng lại được. Thật đáng tiếc khi chỉ còn lại rất là ít. Mình có ăn một miếng vậy. Tớ không cần cái này nữa đâu. Ê, bạn đừng vứt rác lung tung. Nếu bạn đã hoàn thành, tớ sẽ tham gia. Bắt đầu. Tớ nghĩ rằng sẽ rất ngon và vui. Tớ thậm chí còn tự hỏi điều gì có thể xử lý được kẹo cao su này không. Cậu luôn có thể yêu cầu giúp đỡ mà. Tớ đây. Khả năng nghi ngờ không nằm trong quyền tắc của tớ. Tớ chắc chắn rằng có thể xử lý được đó. Điều chính là không cần phải vội vàng bất cứ đi đâu. Ôi, ngon thật đấy. Trời ạ, hãy nhìn những kẹo cao su này tuyệt vời làm sao. Nhưng mà quai hàm hơi mỏi rồi. Tớ muốn thông báo với cậu là cậu đang ném tất cả các rác vào người tớ đấy nhá. Xin lỗi, tớ không chú ý. Hãy để tớ mang nó đi. Chỉ cần thổi nó bằng máy sấy tóc là được rồi. Ôi, thật là tuyệt. Cảm giác dễ chịu thật đấy. Tóc tớ bay trong gió thật là đẹp. Tớ đã nói với cậu, nó không có vấn đề gì mà. Điều gì xảy ra nếu sử dụng máy sấy tóc để tạo ra một cục kẹo su lớn? Ồ, kế hoạch thú vị đấy, đáng để thử. Tớ làm được rồi này Monica, bạn nhìn thấy không? Hay thật đấy. Hay nhìn kẹo cao su lỏng đó nè. Cậu định ăn nó như nào?
tớ đang nghĩ một cái gì đó rồi, nhưng tớ thực sự cần giúp đỡ của bạn. Chỉ cần đổ kẹo cao su vào miệng tớ là được rồi. Monica đang làm rất tốt, tiếp tục nào. Thế là xong rồi, hết kẹo cao su. Tớ cảm thấy hơi kỳ lạ. Tớ cảm giác như nó đang thổi bay cậu từ bên trong. Ồ, và đây là được quả bóng nè. Jess, chúng mình bị bao phủ bởi kẹo cao su rồi. Xin lỗi, tớ không cố ý. Tớ đã được khởi đầu tuyệt vời, tớ không chỉ nhận được sô-cô-la, mà còn cả sô-cô-la dưới dạng thiết kế. Và trước mắt tớ có cả một đống kẹo cao su hubububa. Nhàn tiện, tớ rất là thích nó đấy. Emma, sô-cô-la của cậu thậm chí còn không bằng nó đâu. Ê, tại sao lại vậy? Sô-cô-la của tớ đơn giản là quá ngon. Ôi, nói gì chứ? Kẹo cao su của tớ ngon hơn rất là nhiều. Và ngay bây giờ tớ sẽ thổi một quả bong bóng khổng lồ. Và cậu thực sự không thể làm điều đó với sô-cô-la đâu. Nhìn đây này, Emma. Sao, thấy chưa? Kẹo cao su rất là tuyệt vời. Sô-cô-la cũng có lợi ích của nó mà. Ví dụ, tớ có thể lắp ráp một con robot tự động tận ra từ cái này. Và như thế, nó còn hay hơn rất nhiều so với cả bong bóng nhá. Sao? Cậu đã thấy chưa, tớ làm được rồi mà. Cậu chắc chắn sẽ không đặt được lại nó với nhau đâu. Tại sao vậy? Kẹo của tớ dính, vì vậy chúng có thể tạo ra được chất kiến tạo mà. Và bây giờ chúng tớ sẽ chứng minh điều đó. Trước mắt cậu, một con robot tuyệt vời nhất sẽ xuất hiện. Cậu hãy chuẩn bị đi nhá. Cái này bây giờ sẽ thực sự rất là tuyệt vời. Sao? Cậu hãy nhìn xem nó tuyệt vời làm sao. Ồ, của cậu ấy cũng làm được rồi kìa. Thôi được rồi Betty, cậu tự đòi đấy nhá. Chúng ta sẽ có một cuộc chiến robot. À, vậy thì tớ sẽ cho cậu thua thôi. Cái gì nữa? Bây giờ cậu sẽ nhận được thôi. Bây giờ cậu sẽ nhận được. Cậu chết đi. Emma, cậu sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của người máy của tớ. So với con robot của tớ, con robot của cậu quá làm yếu. Cái gì cậu nói gì? Tớ đã nói rằng là máy của tớ mạnh hơn mà. Thôi được rồi, công việc của nó đã xong rồi, đến lúc phải ăn thôi. Trời ơi, cậu giết người máy của tớ rồi, cậu không xấu hổ sao? Bây giờ tớ phải làm gì? À, trời ạ, đây là sô-cô-la ngon mà, tớ sẽ ăn nó thôi. Wow, trước mặt tớ là cả một chiếc máy kẹo cao su. Emma, thế cậu được nhận được gì? Còn tớ, có đài phun sô-cô-la này. Trên thực tế, điều này thực sự rất là tuyệt vời. Ồ, tớ có thể bắt đầu chơi được không? Tớ rất là muốn xem là xem vị nó như thế nào. Ôi, thực sự rất là ngon luôn ý. Tớ sẵn sàng ăn cái này mãi mãi luôn. Nhưng mà tớ có một ý tưởng tốt hơn. Bây giờ tớ sẽ biến ngón tay thông thường của mình thành ngón tay sô-cô-la. Để làm điều này, chỉ cần thổi sô-cô-la để nó khô nhanh và đúng lúc. Ồ, nhìn này, làm được rồi. Bây giờ sô-cô-la có thể ăn được rồi. Ngon quá. Ai? Đau quá. Trời ạ, hình như tớ quên mất rằng là bên trong sô-cô-la có ngón tay của tớ. Thôi được rồi, bây giờ đến lượt tớ thử kẹo cao su nhá. Tớ không biết là tớ sẽ có màu gì đầu tiên nhở. Ồ, cái màu đỏ. Tớ chắc chắn nó sẽ không làm tớ thất vọng đâu. Tớ tự hỏi nếu có thể tạo ra một bong bóng lớn từ nó không nhở. Không, nhưng đó chưa phải là kết thúc đâu. Tớ sẽ thử thêm một lần nữa nhá. Betty nhìn này, trước mắt chúng ta tự nhiên có Pop-It. Tớ đề nghị sử dụng nó như một cái khuôn để mẫu nhá. Chúng ta có thể làm thành sô-cô-la chứa đầy kẹo cao su của cậu. Để làm điều đó, chúng ta sẽ cho kẹo cao su vào cái nút này. Sẵn sàng rồi. Bây giờ đấy là cậu lấp đầy chúng bằng sô-cô-la rồi đấy. Nhưng mà đừng có tham lam nhá. Đổ tất cả những gì cậu có đi. Tất nhiên rồi, sẽ được thực hiện thôi. Đấy, xong rồi. Bây giờ chỉ cần đợi xem nó cứng lại thôi. Ôi trời ạ,
Đây là phần khó nhất rồi đấy. Ôi, tại sao lại lâu như vậy? Ồ, sẵn sàng rồi. Ê, nhìn này, nó cứng rồi Betty. Ồ, chúng ta làm được rồi này. Vậy bây giờ có thể bỏ nó ra và ăn Poppy thôi. Ồ, wow. Trời ơi, Betty, chúng ta đã làm được một cái gì đó rất là tuyệt vời. Ừ, tớ đồng ý. Bây giờ đến lúc phải thử chúng rồi đấy nhá. Ôi trời ơi, ngon quá. Ngon thật đấy. Tớ không biết rằng là kẹo cao su với sô-cô-la lại kết hợp với nhau rất là tốt thế này. Lần này tớ sẽ có một núi kẹo dẻo Juicy Fruit trước mặt tớ. Ôi, tớ rất là thích chúng. Còn tớ thì có rất là nhiều sô-cô-la. Tớ nên bắt đầu với cái nào nhỉ? Tớ biết rồi. Hãy bắt đầu với kẹo cao su của tớ nhé. Tớ thực sự muốn thử Juicy Fruit rồi. Lâu lắm rồi, tớ không được ăn nó. Ồ, wow. Hãy nhìn xem kẹo cao su dài bao nhiêu. Tớ có một ý tưởng rất là tuyệt vời. Việc gì có thể làm với cả chúng nhá. Trước tiên, cần phải lấy kẹo cao su ra khỏi hộp và đặt chúng vào một cái đĩa thật là sâu. Ôi, hãy nhìn xem nó tuyệt vời chưa. Và bây giờ tớ có thể ăn kẹo cao su bằng đũa như kiểu đây là mì tôm vậy. Như này sẽ vui và thú vị hơn rất là nhiều. Ôi, ngon quá. Chỉ là kẹo cao su quá dài, tớ không thể cho bao nhiêu vào miệng được. Thật là tốt có một người bạn luôn cầm kéo bên cạnh. Cảm ơn em ạ. Nào, đến lúc phải thử bong bóng khổng lồ rồi sao, đúng không? Ồ, trời à, tớ đã không mong đợi kết quả này đâu nhá. Cẩn thận đi, thật là khó để dự đoán bong bóng sẽ bay vào đâu. Xin lỗi nhá, các khán giả yêu quý, tớ thực sự không biết là nó sẽ như thế nào mà. Em à, đã đến lúc phải cậu thử món sô-cô-la rồi đấy. Ừ, chính xác, vì bong bóng của cậu mà tớ quên mất nó đây. Tớ không biết phải bắt đầu với cái nào, nhưng mà tớ sẽ ăn thử tất cả các vị như nhau luôn. Ôi, không có gì tuyệt vời hơn khi ăn sô-cô-la bằng tay. Tớ chắc chắn đây là một cách ngon nhất luôn ý. Ôi, đúng rồi, cái này thực sự rất là ngon đấy. Quá là tuyệt vời luôn. Ồ, nhưng tớ vẫn còn một ý tưởng này. Để đến lúc phải lau khô tay và lấy ra tất cả đống bánh mì nướng. Tớ sẽ phết sô-cô-la lên chúng. Và sau đó, tớ sẽ làm chiếc bánh sandwich sô-cô-la khổng lồ nhất thế giới. Đấy, thế là xong rồi. Sô-cô-la đã hết rồi nhá. Bây giờ tớ sẽ ăn sandwich thực sự nhá. Bây giờ chỉ cần nghĩ ra cắn như nào cho nó nhanh chóng thôi. Chắc là tớ lại phải mượn tay rồi. Cách này cũng không tiện lắm, nhưng mà nó thực sự rất là ngon đấy. Ôi không, hình như tớ ngã. Thôi em à, ngon không cậu? Thôi bây giờ cậu trông giống như một chiếc bánh sandwich vậy. Để tớ thử với. Ôi đúng rồi, thực sự rất là ngon đấy. Ừ, tớ đã nói với cậu rồi mà. Tớ có lẽ làm bánh mì sô-cô-la trực tuyến từ mình